Bí mật về thiên đường cờ bạc tại vùng biên giới Campuchia Trước khi bước chân vào các casino ở vùng biên giới Campuchia, những con bạc Việt được cò casino vẽ ra viễn cảnh về một thiên đường có một không hai trên đời. Ở thiên đường ấy thì các con bạc sẽ được tiếp đón như những ông hoàng bà chúa với dịch vụ đẳng cấp năm sao như có xe VIP đưa đón miễn phí, trải nghiệm những dịch vụ giải trí đẳng cấp, được phục vụ tận răng Sau nhiều lần hẹn gặp thì cuối cùng chúng tôi cũng được anh Lê Bá Hùng sinh năm 1973, ngụ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đồng ý cho tiếp xúc tìm hiểu câu chuyện anh đào thoát khỏi địa ngục Trần Giang ở vùng biên giới Campuchia. Trước đó anh Hùng bị giam cầm, đánh đập, dọa giết tại một casino ở vùng biên giới Campuchia vì lỡ vay tiền để sát phạt dẫn đến thua cháy túi. Tuy nhiên, trước khi gặp mặt thì anh Hùng chỉ cho chúng tôi một số ám hiệu riêng để gặp nhau tại một quán cà phê nằm ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh bởi anh Hùng vẫn còn lo sợ đám người đầu trâu mặt ngựa, tức là dân bảo kê của casino ở Campuchia truy lùng mình. Đúng giờ hạn nhận được ám hiệu chúng tôi gặp nhau trong một góc khuất của quán cà phê sau cái bắt tay thân mật anh Hùng báo, tôi gầy đi nhiều đấy. Đây là hệ quả của việc bị bọn đầu trâu mặt ngựa của casino Long Lai Cheong một casino mới bị đình chỉ hoạt động thuộc Campuchia, nằm cách cửa khẩu Dinh Bà huyện Tân Hồng tỉnh Đồng Tháp khoảng 4 km, hành hạ trong những ngày bị biệt giam. Đó mới chỉ là bề ngoài thôi, chứ bên trong cơ thể của tôi mọi thứ đã bầm dập hết rồi. Vừa nói anh Hùng vừa đưa tay chỉ vào những vết thương trên người cho chúng tôi xem. Đốt điếu thuốc với đôi tay run rẩy, anh Hùng liếc mắt một vòng quanh quán cà phê như muốn về chừng điều gì đó. Khi cảm thấy thực sự quanh mình không còn có mối đe dọa nào thì anh mới bắt đầu chia sẻ với chúng tôi về câu chuyện của mình. Dòng kể lúc thăng, lúc trầm của anh Hùng khiến cho chúng tôi bị hút vào câu chuyện hết sức ly kỳ nhưng cũng đầy nước mắt này. Anh Hùng cho biết, khi tôi đang yên phận với công việc thường nhật của mình, thì bất ngờ quen biết một đối tượng cò casino chuyên nghiệp. Chỉ qua vài câu hỏi thăm, tôi biết ngay đây là đối tượng chuyên tìm khách hàng cho các casino ở vùng biên giới Campuchia. Vốn là một người máu men cờ bạc, tôi liền bị tên cò casino này cuốn hút vào những lời giới thiệu về thiên đường cờ bạc ở Campuchia. Nào là tôi sẽ được tiếp đón như những ông hoàng bà chúa với dịch vụ đẳng cấp năm sao như có xe VIP đưa đón miễn phí, trải nghiệm những dịch vụ giải trí đẳng cấp được phục vụ tận răng, vân vân, thậm chí tôi còn được chân dài phục vụ từ A tới Z. Khi những lời giới thiệu về thiên đường cờ bạc ở vùng biên giới Campuchia kết thúc, cũng là lúc anh Hùng lên ý tưởng cho một chuyến xuất ngoại sang Campuchia đánh bạc cho biết. Anh Hùng tiếp tục trẻ lòng. Với cách phục vụ như trên, các con bạc đến với casino được ví như là những ông hoàng bà chúa thật sự. Thế nhưng cũng chính những điều trên đã khiến cho con bạc rơi vào vòng xoáy nghiệt ngã của sự sung sướng. Đó là khi các con bạc đã thua chén túi, nhưng họ vẫn tìm cách ở lại bằng việc thấy thân, vay tiền nhằm kéo dài thời gian hưởng thụ, đồng thời cố gắng gỡ gạt số tiền đã thua. Theo lời kể đầy chua chát của anh Hùng thì hầu hết các casino ở vùng biên giới Campuchia đều áp dụng một mô tiếp xe đưa rước miễn phí bỏ tiền đánh bạc để mua một chỗ nghỉ ngơi trong các casino, hưởng thụ, đốt tiền, vân vân. Ban đầu thì anh Hùng chỉ đến với thiên đường cờ bạc cho biết vào những ngày cuối tuần. Thế nhưng, các thiên đường ấy lại có một sức hút kỳ lạ khiến anh Hùng ngày càng lún sâu vào. Đến khi nhìn lại, anh không còn đường để thoái lui. Thiên đường thành địa ngục trong cuộc trò chuyện với chúng tôi thì anh Hùng liên tục buông ra những lời chữ thề cay nghiệt để than trách cho những chuyến xuất ngoại lầm lỡ của mình. Anh Hùng bảo, đó là một thiên đường có thật nhưng tất cả đều phải mua bằng tiền, bằng nước mắt và bằng cả máu của mình. Trong chớp mắt thiên đường ấy đã biến thành một địa ngục để cảm bẫy khiến tôi không thể quay đầu lại được. Nhấp đi cà phê đen, anh Hùng tiếp tục kể về cuộc hành trình của mình. Anh chia sẻ, một ngày cuối tháng 3 năm 2013, sau khi được cò casino dẫn đường tới cơ khẩu một bài tỉnh Tây Ninh, tôi được xe ô tô VIP đưa sang Casino New World ở vùng biên giới Campuchia. Lúc đó tôi mang theo số tiền mặt là 30 triệu đồng. Ngay khi vào Casino New World thì tôi nhanh chóng được một nhân viên hướng dẫn đổi 22 triệu đồng, lấy 1.000 đô la Mỹ rồi đổi thành 1.000 phỉnh. Ở đây một phỉnh tương đương với 1 đô la Mỹ và để trải nghiệm thiên đường tại casino này. Quả thực, vừa cầm tiền đổ ra phỉnh xong thì tôi được một nữ nhân viên xinh đẹp ăn mặc mát mẻ mang đồ đạt tới một căn phòng sang trọng. Sau đó nhân viên này ân cần cởi giày, áo khoác và rót nước mời tôi. Sau khi tắm thì tôi mang một 000 phỉnh đổi trước đó ra casino sát phạt. Ở đây có nhiều hình thức chơi bài. Và theo nhân viên đứng sòng thì người Việt chơi nhiều nhất là bài cào thái. Theo đó, người chia bài sẽ chia hai tụ. Người chơi muốn lựa bên nào cũng được, không giới hạn số tiền chơi. Vì thế con bạn có thể bị thua rất nhiều nhưng chỉ nghĩ là do mình chọn không đúng hoặc gặp phần đen mà thôi. Và trong quá trình chơi thì người chia bài quảng cáo với chúng tôi là nên đặt tiền nhiều thì mới mong thắng đậm được. Tại đây có rất nhiều dân chơi đặt cược mỗi lần từ 30 tới 50 ngàn đô la Mỹ đã trở thành triệu phú đô la Mỹ. Anh Hùng hé lộ. Theo anh Hùng, chỉ trong thời gian ngắn anh thua hơn 1 tỷ đồng. Khi thấy con bạc trôi cháy túi, một đám cầu vay tiền là người Việt thay phiên nhau đến dụ dỗ, chỉ dẫn anh đến những casino có cho vay tiền mà không cần thế chấp để chơi tiếp rất dễ dàng nghe lời dụ của đám cò vay tiền nên qua casino Long Lai Chia vay tiền để gỡ gạt, nghĩ không còn gì để mất nên tôi làm theo. Sau đó tôi theo đám cò vay tiền sang casino Long Lai Chia nằm cách cửa khẩu Dinh Bà khoảng 4 cây số. Tại đây, đúng như lời của đám cò, tôi vay được tiền rất nhanh chóng mà không cần phải thế chấp tài sản gì. Tuy nhiên, lãi suất khá cao, lên đến 30% cho một lần vay. Nghĩ vận đọc của mình sẽ đến, tôi tiếp tục lao vào sát phạt. Thế nhưng càng đánh càng thua. Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, số tiền tôi vay lên cả chục ngàn đô la Mỹ. Cộng với số lãi lên tới cả ngàn đô la Mỹ. Anh Hùng nghẹn ngào nói. Sự thật phủ phan, anh Hùng nhớ lại, Thấy tôi e dè trong việc tiếp tục ký sổ vay tiền đánh bạc, đám cò vay tiền bắt đầu chèn ép đe dọa tôi buộc phải trả nợ. Lúc đó bọn chúng buộc tôi phải khai rất nhiều số điện thoại của người thân để họ kiểm tra tài khoản của tôi tại Việt Nam. Khi biết tôi có nhiều tài sản, bọn chúng liền lôi tôi vào phòng biệt giam nhốt lại và những ngày sau đó tôi liên tục bị một số đối tượng bảo kê sòng bạc đánh đập dã man hàng ngày chúng bắt tôi phải gọi điện thoại về Việt Nam không dưới ba lần để cầu cứu gia đình đến chuột từ thiên đường tôi tụt sâu xuống địa ngục và không một chút hy vọng nào để sống sót những luật ngầm khắc nghiệt khiến con bạc sống không bằng chết theo lời kể của anh Lê Bá Hùng, sinh năm 1973, ngủ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, nạn nhân may mắn thoát khỏi cái chết tại một casino ở vùng biên giới Campuchia thì cò casino có mặt ở khắp nơi và mỗi nơi họ lại có một vai trò khác nhau. Ở khía cạnh nào đó thì cò casino có thể là những người thân thiết của bạn, hoặc hàng xóm, đồng nghiệp đã từng qua Campuchia đánh bạc luôn nhắc nhớ, nói chuyện, quảng cáo về các dịch vụ thiên đường của casino ở Campuchia với mục đích lôi kéo bạn đi thử một lần. Ở khía cạnh chuyên nghiệp thì còn casino là người chuyên mời một khách du lịch, con bạc ở các vùng giáp ranh, cửa khẩu, vùng biên giới đánh bạc tại casino gần đó dưới mọi hình thức. Và khi đến các cửa khẩu ở tỉnh Long An, Tây Ninh, An Giang hay Kiên Giang, khách chưa bước chân xuống thì đã có một đội ngũ cò casino áp sát mời mọc đi đánh bạc. Ban đầu, các cò casino này nhẹ nhàng giới thiệu để thuyết phục con mồi. Tuy nhiên, nếu con mồi từ chối thì các cò casino này buông ngay lời mạt sát chửi bới, thậm chí nếu không khí căng thẳng, các cò casino sẵn sàng lao vào đánh đập con mồi cho hả giận. Tôi là một con mồi bị dính bẫy của một cò casino thân thiết, ban đầu anh ta tư vấn cho tôi rất nhiều điều về thiên đường cờ bạc ở casino vùng biên giới Campuchia. Lúc ấy thì tôi nhớ mình được cò casino tiếp đón rất chu đáo, có thể nói là cung phụng từ cửa khẩu cho tới khi đến casino. Vì thế tôi ý thức được rằng phải bo cho cò casino này 500.000 đồng. Chưa hết khi một con bạc như tôi thua cháy túi, con casino lại có mặt đúng lúc để kịp thời chữa cháy bằng việc dẫn dụ tới các nơi cho vay nặng lãi để tìm cơ hội gỡ gạt. Con casino cho biết tôi muốn vay bao nhiêu thì tùy ý, tôi chỉ cần ký một chữ vào bản hợp đồng của chúng là xong. Khi thắng bạc lại được thì trả chúng cả vốn lẫn lời. Lúc ấy tôi thua rất nhiều và dường như lý trí chỉ quan tâm tới quân phỉnh màu xanh da trời đang đặt trên bàn với niềm hy vọng sẽ thu về hàng triệu quân phỉnh khác sau những lần chia bài của nhân viên, anh Hùng nhớ lại. Sau khi anh Hùng thua cháy túi ở Casino New World, cò Casino đưa anh tới Casino Long Life Chihon với lý do ở đó chơi dễ thắng hơn ở đây, vay tiền chơi tiếp cũng rất dễ dàng. Và ngay khi tới Casino Long Life Chihon, Đám cho vay là những đối tượng người Việt Nam có máu mặt liền ùa ra. Không để anh hùng phải để lâu, co casino liền giới thiệu một người phụ nữ được gọi là chị Hai, ăn mặc mát mẹ, bốc lửa, khoảng 40 tuổi. Sau cái hất hàm, chị Hai lên tiếng, chú em muốn vay bao nhiêu, lại cũng tùy mức, yên tâm, hợp lý lắm, chú ta hồ mà chơi. Anh Hùng cho hay, nghe chị Hai lên tiếng tôi liền vay 10.000 đô la Mỹ. Không chừng chừ, chị Hai gật đầu cái rụp và nói, ok, lãi là 10% mỗi tháng. Tôi đang phân vân với hai từ hợp lý trong lãi suất 10% ấy, thì chị ta lệnh cho đám đàn em đưa hai mẫu giấy vay nợ cho tôi. Đó là hai bản hợp đồng cho vay tiền. Trong đó, ngoài tên tuổi của người vay và người cho vay, số tiền vay, thời hạn trả còn có điều khoản tối quan trọng là nếu đến ngày hẹn, không trả được số tiền theo thỏa thuận nêu trên, thì tôi đồng ý ở lại Long Lai Chê Hon. Khi nào tôi trả xong nợ thì mới được về. Cuối tờ giấy còn ghi rõ một vài chú thích để người vay khẳng định rằng khi viết giấy này tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tỉnh táo và tự nguyện, không chịu áp lực nào. Khi tôi hỏi nếu tôi thua sạch rồi không còn khả năng trả tiền thì sao? Chị hai vừa cười vừa nói rất thẳng thắn Anh được ở đây ăn nghỉ đàng hoàng, đợi gia đình, người thân đem tiền qua trả là xong, chuyện xong thôi. Anh Hùng cho hay, như để khẳng định việc làm ăn uy tín của mình, chị hai rút ra một sấp giấy dày cộm, vền váo, tiếp lời với anh Hùng. Đây, cả trăm vụ, chị hai mày vừa cho vay và giải quyết xong nè, 10 ngàn, có bao nhiêu đâu mà phân vân, Lưỡng lừa một lúc anh Hùng đồng ý vay 10.000 đô la Mỹ với một chữ ký và bản hợp đồng cho vay nợ của chị Hai. Anh Hùng cho biết, tôi ký hợp đồng vay 10.000 đô la Mỹ nhưng thực tế tôi không được nhận trọn vẹn số tiền ấy. Tôi phải chia 2.000 đô la Mỹ tiền hoa hồng cho cò casino, còn lại 8.000 đô la Mỹ nhưng tôi chỉ được cầm 4.000 đô la Mỹ và số tiền này lại được quy ra phỉnh cao gấp đôi, tức là bọn chúng tính 1 đô la Mỹ bằng 40.000 đồng tiền Việt Nam chứ không phải đổ như giá trị bình thường. Và như vậy, với 4.000 đô la Mỹ, tôi chỉ đổi được 2.000 phỉnh để chơi. Khi tôi chưa thua hết số phỉnh ấy, thì 4.000 đô la Mỹ còn lại kia nghiễm nhiên thuộc về đám bảo kê của chị hai. Chúng bảo bắt buộc phải cầm hộ. Khi nào tôi có đủ 10.000 đô la Mỹ trả lại chị hai thì chúng sẽ trả lại. Đây là một hình thức chia chác căn bản nhất đã trở thành luật bất thành văn ở casino online Lai Chi Mà sau khi chơi thua thì tôi mới được đám cò casino cho biết. Lỡ ký vào hợp đồng vay rồi nên tôi đành chịu sau này nếu tôi trả được 10.000 đô la Mỹ vay kia theo hình thức gia đình, người thân cầm tiền qua chuột người về, thì đảm bảo kê sẽ trả lại cho tôi 4.000 đô la Mỹ đã lấy trước đó. Đây là cách thức phối hợp làm ăn của bọn chúng và gần như con bạc nào vay mượn tiền cũng phải thực hiện như vậy. đến khi bị giam cầm tại casino chờ người thân qua chuột, tôi mới biết số tiền 4.000 đô la Mỹ mà chúng chiếm đoạt của tôi là để cho các con bạc khác nước khác vay lãi, xin thêm lời. Dường như Chiếc cối xây này được chúng vận hành rất chuyên nghiệp, anh Hùng ngán ngẩm nói. Khi con bạc bị tống vào các phòng biệt giam, biệt lập để chờ người thân mang tiền đến giải cứu, chính cò casino lại đóng vai trò là những kẻ xử lý con bạc. Nếu được chuột đúng hạn thì coi như con bạc may mắn. Thế nhưng nếu quá thời hạn đã hẹn thì con bạc sẽ bắt đầu nếm trải chuỗi ngày tận cùng đau khổ. Những gã cò casino dẫn dụ con bạc bằng lời ngon tiếng ngọt này. Ngày nào, giờ đã trở thành những gã cai ngục đầu trâu mặt ngựa lật lọng, ra sức chửi bới, đánh đập, hãm hiếp nếu con bạc là nữ mỗi ngày. Tất nhiên, cò casino đã được cấp trên của họ trả lương để làm như vậy. Sau thời gian chơi bài thua và vay nợ, tôi đã bị giam giữ thế mạng ở casino Long Lai Chi Hôn gần 80 ngày và nếm trải tất cả những gì khổ đau nhất ở địa ngục trần gian này, anh Hùng bàn hoàng nhớ lại. Lời kể hải hùng của các nạn nhân sa chân vào địa ngục trần gian Long Lai Chi theo các nạn nhân gồm có Lê Bá Hùng, sinh năm 1973, ngụ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Tuấn sinh năm 1963, ngụ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh và chị Trần Thị Thu sinh năm 1989, ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, ba nhân chứng sống từng bị giam giữ hàng tháng trong và may mắn thoát khỏi casino Long Lai Chi nhận định. Casino Long Lai Chi vừa là nơi tổ chức đánh bạc vừa là nơi giam giữ tra tấn người vây nạn lãi khác hẳn với các casino ở vùng biên campuchia cũng có giam giữ người chơi thua bạc nhưng chỉ là số ít và hoạt động có phần lén lút bí mật không gian xung quanh Long lai là đồng cỏ rộng mênh mông với đồi trọc và những cây thốt nốt cao vút vì thế mọi đồng tình ở bên ngoài đều lọt vào tầm ngắm của thế lực Long lai giúp chúng xử lý kịp thời khi có biến từ bên ngoài nhìn vào thì lon lai chia hôn giống như là pháo đại ba tầng bốn phía được bao kính mít với hai nóc nhà mỗi góc chia ra ba lầu rõ rệt hoạt động chính của lon lai chia hôn thường diễn ra ở nóc nhà trước ở đây tầng trệt là sòng bài rộng lớn để con bạc sát phạt lầu một là nơi sinh hoạt ăn ở của bộ phận nhân viên còn lầu hai được tách biệt hoàn toàn có lối đi riêng lầu này chính là nơi chúng sử dụng để giam giữ người tuyệt nhiên ngoài con nợ và đám cai ngục thì không ai được phép bén mạng tới đây nếu vi phạm, nhẹ thì bị chúng đánh bầm mắt, nặng thì chúng xin một ngón tay, hoặc đôi mắt vì đã có biển cảnh báo ở phía trước. Nên đây lúc nào cũng có từ 7 tới 10 tên đầu trâu mặt ngựa canh giữ tù nhân 24 trên 24. Vì thế, một khi con bạc đã vào trong rồi, thì chỉ có nước chờ người thân mang tiền đến chuột hoặc chết vì bị chúng đánh, chứ đừng bao giờ nghĩ đến chuyện trốn thoát được ra ngoài. Thực tế, hơn 2 tháng bị giam giữ tại phòng biệt giam ở Long Lai anh Hùng, ông Tuấn và chị Thu thấy được ở đây lúc nào cũng có từ 20 tới 30 con nợ, cả nam lẫn nữ, được chúng nhốt ở nhiều phòng khác nhau. Mỗi phòng rộng không quá 12 mét vuông, nhưng chúng nhồi nhét từ 6 tới 8 người vào với nhau, không giường chiếu hay chăn màn gì cả. Đồ dùng cá nhân bị cấm tuyệt đối. Mỗi ngày chúng cho tù nhân ăn hai bữa trưa và tối, thực đơn quay vòng từng bữa với dừa muối, cá khô và một chén cơm trắng nhỏ. Chị Thu nhớ lại, chúng cho ăn như vậy là để cầm hơi qua ngày đoạn tháng, miễn là còn nợ không chết trước khi trả nợ cho chúng là được. Ngoài ra thì cứ ở được vài hôm là các tù nhân lại được luân chuyển sang những phòng khác nhau, tránh chuyện ở chung lâu ngày, sinh thân quen và nhờ vả hoặc liên kết để chống trả. Trong suốt thời gian 3 tháng bị giam giữ ở đây thì hầu như tất cả những con nợ không được tắm quá 4 lần, ngoại trừ phụ nữ được tắm theo yêu cầu trước khi lên thớt để chúng thỏa mãn thú tính. Ký ức hải hùng theo các nhân chứng thì lực lượng cai ngục tại Long Lai Chi Hôn chủ yếu là người Việt, đa phần chúng thuộc thành phần bất hảo, bụi đời của xã hội sang đây bấu phiếu. Vì thế chúng rất giả mang, tàn bạo, đánh và hành hạ người không thương tiếc. Mỗi ngày thì chúng đều lôi cổ lần được các con nợ ra ngoài để thay nhau đánh đập, hãm hiếp. Sau đó thì chúng mới cho nạn nhân gọi điện thoại về Việt Nam thúc giục người thân, mang tiền sang chuột. Bên cạnh đó thì ngoài việc đánh đập, hành hạ con nợ giả mang, chúng còn nhằm kìm hãm sức lực và hạ thấp ý chí của các con nợ bằng việc dọa các ngón tay, môi nội tạng hay bán vào nhà thổ. Nói về độ tàn ác của bọn cai ngục tại phòng biệt giam của casino Long Lai Chi hôn anh Hùng vẫn còn nhớ như in. Trong 80 ngày bị chúng giam giữ, ngày nào tôi cũng bị bọn chúng gọi ra phòng riêng để thẳng tay đánh đập trà tấn, nhẹ thì bị chúng đánh bằng tay chân, cùi chỏ, nặng thì bị gậy phan khắp cơ thể. Thậm chí nhiều hôm, chúng còn dùng roi điện chích hoặc máy thổi hơi rất mạnh xịt thẳng vào người, làm rách da thịt, khiến máu chảy nhiều. Với ông Tuấn thì cái ức về những ngày bị tra tấn ở Long Lai Chi Hôn không bao giờ bị xóa nhòa. Ông Tuấn kể, chúng đánh người tùy hứng, vui cũng đánh, buồn cũng đánh, lúc chúng bực dọc thì càng khiếp sợ gấp bội. Theo đó thì chúng đánh người cũng không kể là giờ giấc, sáng đánh người này, tối đập người khác, đêm hành hạ còn giả man hơn cả ban ngày. Và cứ mỗi lần bọn cai ngục mở cửa ra là cả phòng tôi ai cũng rung lẩy bẩy, chúng sướng đến tên ai, là người ấy phải bước ra tức thì, chậm một giây, là bị bạc tay, lên gối ngay lập tức. Khi bị chúng đánh, con nợ phải chấp hai tay ra sau lưng, quỳ và áp sát mặt vào tường để cho bọn chúng thỏa sức đánh đập bằng ống tuyếp dây nịch da. Đáng thương và đau đớn nhất là cảnh ngộ của em phụ nữ. Chúng không nhân đánh đập họ mà còn thay nhau hạm hiếp, biến họ thành đô lệ tình dục thỏa mãn mọi yêu cầu của chúng. Đau xót nhất là câu chuyện của chị Thu, nạn nhân may mắn trốn thoát khỏi casino Long Lai Chihon cách đây không lâu. Chị Thu nhớ lại, Hồi cuối tháng 6 vừa qua thì chị và chồng là anh Lâm Mạnh sinh năm 1985 sang Campuchia đánh bạc và cũng bị giam giữ tại Long Lai Shihon với món nợ hơn 11.000 đô la Mỹ. Hai người ở sát phòng nhau nên mọi động tĩnh của nhau họ đều rõ rành rành. Chồng chị bị đánh thì vợ đau xót, vợ bị hành hạ thì chồng uất ức nghiến răng chịu đựng trong cay nghiệt. Chị Thu cho biết thêm, cũng giống như các nạn nhân nam, khi bọn cai ngục mở cửa phòng, tù nhân nữ cũng phải quỳ gối và úp mặt vào tường. Khi chúng gọi lớn tên ai, thì chúng thường nêu lý do là để đi ra gọi điện thoại về nhà. Thế nhưng khi thực, người đó sẽ bị chúng đưa sang một phòng kín khác để thay nhau làm nhục. Những người chống cự lại bị chúng đánh đập không thương xót hoặc bỏ đói nhiều ngày. Sau những ngày đòn roi chí mạng, rồi cuối cùng ai cũng phải ngoan ngoãn chịu theo bọn chúng nếu còn muốn sống để có ngày trở về. Mỗi ngày thì một tù nhân nữ ít nhất bị chúng gọi tên một lần nghiễm nhiên những người quá lứa lỡ thì được chúng tha bổng khoảng này tuy nhiên những người này cũng không tránh khỏi những trận đòn roi thừa sống tiêu chết những kẻ cầm đầu các nạn nhân là anh Lê Bá Hùng, ông Lê Tuấn và chị Trần Thị Thu đều khẳng định cầm đầu băng lừa đảo giam giữ người tại Long Lai Sư Hôn là bốn anh em ruột tên Nhân, Sang, Giàu và Úc Vinh đều ngụ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Trong đó, tên đứng đầu là Nhân, 45 tuổi, còn Giàu là kẻ chuyên cho vay nặng lãi. Dưới tay của chúng có khoảng 10 tên đàn em sống vai cai ngục, chuyên trà tấn, đánh đập đàn ông, hiếp phụ nữ. Cuộc vượt ngục đầy máu và nước bắt khỏi địa ngục Trần gian. Thời cơ có một công hai với anh Lê Bá Hưng, sinh năm 1973, ngủ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, thì sau 80 ngày bị giam giữ tại casino Long Lai Chi Hôn, anh thoát được là nhờ gia đình mang gần 200 triệu đồng sang Campuchia chuột về. Thế nhưng với ông Lê Tuấn, sinh năm 1963, ngủ tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, và chị Trần Thị Thu, sinh năm 1989, ngủ ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thì lại khác. Sự tự do của họ được đổi bằng cơ hội và sự liều lĩnh. Họ đã cùng nhau hợp sức để vượt qua nỗi sợ và thực hiện một cuộc vượt ngục vô tiền khoáng hậu khỏi địa ngục trần gian Lon Lai Chia Hôn. Theo lời kể của ông Tuấn, cùng vượt ngục với ông và chị Thu còn có anh Lê Văn Tuân sinh năm 1982, ngủ ở tỉnh Đồng Nai. Tất cả họ đều bị giam giữ, tra tấn ở Long Lai Chia Hôn hơn 3 tháng trời. Trong suốt thời gian ấy thì chúng hành hạ ông và một người bạn thân của ông đến thân tàn ma dại. Chưa hết, bọn cai ngục còn bàn nhau cho một trong hai người về Việt Nam gom tiền sang chuột người còn lại với giá cao gấp đôi. Suy đi nghĩ lại thì ông Tuấn quyết định ở lại chịu trận thay cho bạn thêm một thời gian nhường cho bạn mình về trước để xoay tiền thế nhưng sau khi bạn của ông về nước thì đám cai ngục lại lo sợ mọi việc có thể bị tố giác với cơ quan chức năng nên bọn chúng nhanh chóng tìm cách di lý ông cùng với hai bạn tù khác là chị thu và anh tuân cả hai người này cũng bị chúng nghi ngờ đã nhờ các tù nhân được chuột ra nhắn tin về cho người thân nói là làm ngay đêm hôm đó họ bịt mắt chúng tôi lại, đưa lên một chiếc ô tô và chở đến một căn nhà nhỏ trong khu dân cư đông đúc tại thành phố Phnom Penh để giam giữ, ông Tuấn nhớ lại. Tại đây thì chúng giam chúng tôi trong một căn phòng kín để phòng ngừa chúng tôi bỏ trốn. Chúng cắt cử ba tên thay nhau canh gác ngày đêm, đó là Hải Sáu và một đứa cháu của Sáu khoảng 15 tuổi. Tuy nhiên khoảng vài ngày sau thấy chúng tôi ngoan ngoãn, chúng có phần lơ là trong việc canh gác. Ở đây thì mỗi khi đi vệ sinh cá nhân, chúng tôi thoải mái hơn ở casino Long Lai Chi rất nhiều, chị Thu kể lại sự việc. Trao đổi thêm với phóng viên thì chị Thu cho biết vào một buổi sáng ngày thứ Sáu, chúng tôi được chuyển tới một căn nhà khác ở thành phố Nông Bên. Tại đây thì đối tượng Sáu nhận được lệnh đi đón một con bạc khác chờ người nhà ban tiền chuột. Lúc này thì canh gác các con bạc chỉ còn tên Hải và thằng cháu của Sáu. Nhận thấy thời cơ có 102 để thoát khỏi nơi đây đã đến, ba tù nhân nháy mắt với nhau lập kế hoạch vượt ngục chỉ trong một phút. Theo đó thì ông Tuấn là con người có tuổi nên chúng ít cảnh giác hơn sẽ nhận trách nhiệm là người tiên phong xử lý tình huống đầu tiên. Để chu toàn thì ông Tuấn xin tên Hải cho đi vệ sinh và sẽ đánh úp hắn ngay khi hắn mở cửa nhà vệ sinh ra. Ông Tuấn và chị Thu sẽ lo phần thằng cháu của tên Sáu. Ông Tuấn nhớ lại, lúc ấy rung lắm vì tên Hải nhìn như một đồ vật từng thớ cơ bắp nổi lên cuồn cuộn và chắc nịch. Nếu không quật được hắn ngã ngay ở cú đầu tiên mà để hắn bật lại thì coi như bảy chuyện. Cuộc đào thoát nghẹt thở. Hơn 3 tháng bị tra tấn như tù nhân thời Trung Cổ ngồi trong phòng vệ sinh, ông Tuấn từ dàn lòng không thể chịu đựng mãi. Ông Hạc quyết tâm phải thực hiện kế hoạch đã bàn với chị Thu và anh Tuân bằng mọi giá. Lấy hết can đảm, ông Tuấn gọi tên Hải nhờ mở cửa nhà vệ sinh cho mình đi ra. Vừa bước khỏi cánh cửa thì trong lúc tên Hải đang loay hoay cài chốt nhà vệ sinh lại, ông Tuấn luồn ra sau lưng và dùng hết sức lực của đôi tay đánh một cú trời giáng vào sau gáy của Hải khiến hắn trao đảo và ngã nhòi về phía trước bị bất ngờ hải khoảng hồn cố lao về phía cầu thang và miệng ú ớ liên tục kêu cứu với đồng bọn. Thế nhưng rất may là lúc này đứa cháu của tên xấu lại đang nghe tay phone ở trong phòng và bật nhạc rất to nên không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Biết vậy, chị Thu nhanh trí lẻn qua rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng của hắn khóa trái lại là xong. Sau đó, chị lao ra giúp sức cho anh Tuấn và ông Tuấn. Trong căn phòng khách rộng chưa đầy 20 mét vuông, ba tù nhân chung sức quần một tên quái thú hung hãn nhất Long Lai Chi Hon. Trong giây phút gây cứng, hình ảnh của những ngày tháng bị tra tấn dã man ở Long Lai Chi bất chợt hiện về, biến ba người tù thành ba ngọn đuốc sống sẵn sàng tiêu cháy bất kỳ kẻ thù nào ở phía trước. Họ đoàn kết và chiến đấu kiên cường từng hành động một. Nhưng tên Hải là người to con và rất khỏe nên chịu trận khá tốt. Nhiều lần hắn cố gắng vùng lên đánh trả nhưng đều bị ông Tuấn và anh Tuấn đè ép xuống nền nhà. Sau khoảng 10 phút quần nhau thì ba người đã quật ngã được tên Hải và lôi hắn vào căn phòng gần đó khóa lại. Cuộc chiến kết thúc, cả ba người đều bị thương, nhưng họ đã mở cửa và lao ra ngoài. Sau đó, cả ba lên chiếc xe túc túc của một người dân Campuchia nhờ chở đến đồn cảnh sát. Nhưng khi xe chạy được ba cây số, họ sợ nếu nhờ cảnh sát can thiệp rất có thể sẽ bị bọn đầu gấu tóm trở lại ở phòng biệt giam, nên quyết định xuống xe và chạy tiếp. Chị Tu kể, khi ba người chúng tôi chạy qua một công trình xây dựng, thì may mắn gặp được anh Hòa, một người Việt Nam rất tốt bụng. Anh ấy mua đồ uống và thức ăn cho chúng tôi và hỏi thăm sự tình. Chúng tôi tôi kể lại hết mọi chuyện đã trải qua và đề nghị xin anh giúp đỡ để có thể về nước ngay trong đêm vì lo sợ rằng nếu ở lại có thể sẽ bị đám đầu gấu tìm ra nhưng anh hòa bảo cứ cả ba yên tâm ở lại trong đêm nay sáng mai đây anh sẽ tìm cách đưa tất cả mọi người về nước an toàn, đồng thời anh cho mọi người một bộ quần áo để tắm rửa và một đôi dép để đi. Sáng hôm sau, tôi mượn điện thoại của anh Hòa liên lạc với người anh trai hàng ngày vẫn qua Campuchia buôn bán. Ngày buổi sáng hôm ấy, thì anh trai tôi đã thuê một chiếc xe từ Tây Ninh lên thành phố Đồng Bên để đưa cả ba chúng tôi về nước và kết thúc một hành trình đầy máu và nước mắt. Bài học đắt giá vì nước an toàn, cả ba người ai về nhà nấy, riêng chị Thu là phải tiếp tục đấu tranh thêm một tuần nữa để tìm phương cách chuột chồng của mình vẫn còn trong phòng biệt giam tại địa ngục Trường Giang, lòn lại chị hôn về. Và có lẽ những con bạc như anh Hùng, ông Tuấn, chị Thu hay anh Tuân là những số phận rất may mắn đã trở được về nhà. Vậy những con nợ khác thì sao? Và liệu bài học đắt giá này của họ có giúp những con bạc đang ngày ngày thiêu thân ở các casino vùng biên Campuchia quay đầu lại hay không? Sống phải biết đến ngày mai, chỉ đừng như chúng tôi lúc ngã ngựa ở Long Lai chưa hôn rồi mới biết mình không có cơ hội sống sót để trở về. Ông Tuấn đúc kết. Ngẹn đắng hành trình mang tiền đi chuột chồng tại địa ngục Trần Giang. Phương án duy nhất là nhờ cò casino. Theo nhận định của anh Lê Bá Hùng sinh năm 1973, ngụ tại quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, một nạn nhân ở casino Chi Hôn sống sót trở về bằng tiền chuộc của gia đình. Thì cuộc vượt ngục thành công của ông Lê Tuấn sinh năm 1963, ngụ ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, chị Trần Thị Thu sinh năm 1989, ngụ ở huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và anh Lê Văn Tuân sinh năm 1982, ngụ ở tỉnh Đồng Nai là một điều hy hữu có 102 ở địa ngục Trường Giang, Chi Hôn lý giải điều này thì anh hùng cho biết nếu như ông tuấn anh tuân và chị thu về nước qua cửa khẩu dinh bà thì có lẽ họ đã bị thế lực lon lai hồng bắt lại vì đa số các casino ở vùng biên campuchia đều xây dựng một hệ thống hoạt động hình chân rết rất chặt chẽ đâu đâu cũng có người của chúng canh giữ ngoài ra thì chúng còn móc nối với các nhà chức trách bản địa trước đó để đảm bảo nguồn lợi chắc chắn nằm trong lòng bàn tay của chúng Tôi và một vài người ở cùng phòng giam cũng toan chạy trốn nhiều lần, nhưng không dám thực hiện là vì vậy, nếu bị chúng tóm lại được thì sự việc còn tồi tệ hơn rất nhiều. Và theo phân tích của anh hùng, mỗi casino đều trang bị cho mình một cơ sở hạ tầng vững chắc và khép kín nhất để con bạc và con nợ không thể lọt khỏi tay của mình. Câu chuyện đi chuột chồng mà chị Thu kể cho chúng tôi nghe là một minh chứng xác thực nhất về thế giới ngầm phía sau các casino. Hồi cuối tháng 6 vừa qua thì chị và chồng là anh Lâm Mạnh sinh năm 1985 sang Campuchia đánh bạc và cũng bị giam giữ tại Long Lai Chi Hon vì vay nợ hơn 11.000 đô la Mỹ. Sau 3 tháng, chị đã trốn thoát khỏi thế lực của Long Lai Chi Hon cùng với ông Tuấn và anh Tuân khi được chúng di lý về thành phố Đông Bên Campuchia niềm vui đến với chị một cách bất ngờ nhưng không trọn vẹn vì chồng chị vẫn còn đang bị giam giữ ở địa ngục trường giang lon lai chi hôn và có thể bị chúng xử đẹp bất cứ lúc nào nhận thấy sự nguy hiểm của chồng ngay khi về tới quê nhà huyện bến cầu tỉnh tây ninh chị thu một mình lập ra nhiều phương án cứu chồng mà không dám nhờ tới sự giúp đỡ của người thân bởi bốn anh em ruột đều hành Long Lai Chion rất rành về địa bàn tỉnh Tây Ninh, tin chị trở về có thể bị chúng nắm thóp bất cứ lúc nào. Vì thế, chị chỉ dám vay tiền của người thân, bạn bè qua điện thoại và nhất cử nhất động của bản thân đều phải được tính toán từng ly từng tí một. Cùng cảnh ngộ với chị Thu là chị Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1984, ngụ tại thành phố Vũng Tàu, cũng đang loay hoay tìm cách chuột chồng ra. Qua lời kể của chị Hoa thì chồng chị là anh Nguyễn Hải, chơi thua bạc ở Long Lai Chia Hôn, rồi vay nợ hơn 160 triệu đồng và cùng bị giam chung phòng với anh Mạnh. Trong thời gian bị giam giữ ở Chi Chioh, những tù nhân đã bí mật nhờ nhau truyền thông tin tới người thân bằng cách học thuộc địa chỉ người thân của mình để khi có cơ hội ra khỏi đó sẽ phản ánh cho họ biết tường tận tình hình vì ở trong đó không có một ai biết ngày nào mình và người thân của mình sẽ mang tiền tới chuột mạng cả. Để kế hoạch được chu toàn thì chị Thu nhiều lần gọi điện tới các nhà chức trách ở vùng biên Campuchia thăm dò tình hình nhưng cũng chẳng được chút khả quan nào. Bởi vì đa số họ cần rất nhiều loại giấy tờ mới xử lý cho chị được. Nhiều phương án được đưa ra và cuối cùng hai người đành phải nhờ tới cò casino vì chỉ có họ mới biết tường tận con đường chuột một con nợ khỏi một thế lực casino hơn bất kỳ ai. Hành trình chuột người như cảnh trong phim. Để có được tiền chuột chồng, thì tôi phải gọi điện về cầu cứu rất nhiều người thân bạn bè của mình mới vay được 146 triệu đồng. Số tiền này nếu tính cả phần nợ của tôi nữa thì không đủ. Vì hai vợ chồng tôi ký tổng hai giấy vay nợ của chúng là 11 ngày đô la Mỹ, tính thêm tiền lãi là hơn 3 tháng nữa thì con số này lên tới 13 hoặc là 14 ngày đô la Mỹ rồi. Chị đôi ra, vì chị Thu chạy thoát nên coi như giấy nợ của chị bị hủy bỏ thì phải mất khoảng là 150 triệu đồng mới có thể chuột được chồng tôi ra được. Chưa kể đến việc thuê cò đi theo để bắt liên lạc, chị Thu phân bua. Hết nước vay mượn, chị Thu đành cầm cố chiếc xe máy duy nhất cho một người Việt ở huyện Bến Cầu với giá 350 đô la Mỹ tương đương 7 triệu đồng. Để có tổng cộng hơn 150 triệu đồng dùng cho kế hoạch chuột chồng của mình. Theo đó thì chị Hoa cũng phải bán mảnh đất cắm dừa của hai vợ chồng ở vùng ven thành phố Vũng Tàu mới có đủ 200 triệu đồng cùng đi với chị Thu sang Campuchia trả nợ cho chồng. Cả hai bí mật thuê một tên cò casino người Việt đóng vai trò là người tư vấn với giá 20 triệu đồng để hắn thương lượng mọi chuyện với thế lực Lon Lai Chi Hon. Khi nắm rõ mọi tình huống có thể xảy ra, chị Thu và chị Hoa đã từ chối phương án giao tiền và giao người đối phương cho Lon Lai Chong đề nghị vì cả hai người đều lo rằng chúng sẽ lật lộng. Sau đó, hai người được tên cò casino tư vấn nên thuê thêm một số thanh niên địa phương đi cùng để gây áp lực và phải đi qua một đồn cảnh sát ở Campuchia nhờ can thiệp. Chị Thu nhớ lại, tôi nghe chị Hoa kể lại, lúc ở Long Lai Chion, việc giải cứu tù nhân diễn ra rất căng thẳng giữa tên cò cảnh sát và thế lực Long Lai Chion những tên côn đồ dọa dẫm người thân của con nợ ngay trước mặt cảnh sát rồi chửi bới bâng quơ thách thức tất cả gây cấn chẳng khác nào cảnh trao đổi tù binh trong phim hành động và nhiều lần thì chúng toan xong vào đánh úp chúng tôi chỉ vì vài người trong nhóm hơi bức xúc về cách tính lãi và giao người của chúng. Dùng dặn mãi với bọn chúng và cảnh sát, nhóm chị Thu mới thỏa thuận được mọi chuyện. Chị Thu cho hay thế nhưng số tiền chúng tôi mang theo chỉ đủ đi chuột ba người ra. Trong đó có chồng tôi, anh Nguyễn Hải, chồng chị Hoa và một người khác tên Linh cũng ở huyện Bến Cầu. Ba người còn lại tuy không đủ tiền để trở về nước nhưng cũng được đưa ra khỏi địa ngục Trần gian lon lai chị hôn an toàn. Họ bị cảnh sát giữ lại và nhốt vào phòng tạm giam chờ người thân mang đủ tiền tới trả sẽ được thả về. Chuột trong xong thì chỉ còn hai bàn tay trắng. Chuột được chồng khỏi địa ngục trường gian, các chị Thu và chị Hoa chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Chị Thu tâm sự, hy vọng những sai lầm và những ngày tháng. Thập tử nhất sinh ở chốn Long Lai Chi Hôn kia sẽ là bài học để chúng tôi hiểu đời hơn, tránh xa những cạm bẫy chết người ở các casino vùng biên Campuchia. Kỳ cuối, những mảnh đời nghiệt ngã sau cánh cửa địa ngục casino phía sau cánh cửa casino Nạn nhân Dương Dũng sinh năm 1972, ngụ ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tâm sự. Hầu hết những nạn nhân mắc cạn ở các casino vùng biên Campuchia được trở về nhà an toàn là do người thân của họ mang tiền đến chuột. Thế nhưng khi trở về nhà, những con người ấy là phải đối mặt với sự lạnh lùng từ những người thân trong gia đình đến bạn bè, hàng xóm. Và quan trọng hơn cả là phải đối diện với chính con người thật của mình. Một sự mặc cảm thầm kín khó nói thành lời cứ bổ vây họ. Và nếu không vượt qua họ sẽ dễ dàng trở thành ngựa quen đường cũ, vì trong thâm tâm con bạc thường có sự cây cú, họ không bao giờ chấp nhận sự thất bại, lúc nào cũng nghĩ lần sau mình sẽ thắng, nên họ cố gắng chạy vậy, cầm cố mọi thứ để có tiền mà thỏa cơn khác. Cách đây chưa đầy một năm vì trúng mùa xoài nên anh Dương Dũng cùng với hai người bạn thân khác tên là Hòa và Tú rủ nhau đi tới một casino ở cổ khủ huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An cũng giống như các con bạc khác cả ba người thi nhau vào các bàn bạc có người Việt Nam làm nhân viên chia bài và tư vấn cách chơi. Chưa đầy 2 tuần thì Dương Dũng đã nướng hết 200 triệu đồng hơn tiền mặt có được do bán cả vụ xoài. Hai người bạn anh cũng thua tương tự như vậy. Nhờ người tư vấn chỉ chỗ cho vay lãi, anh và hai người bạn rủ nhau mỗi người vay vốn của nhà cái 100 triệu đồng với lãi suất là 15% trong 10 ngày phải hoàn trả cả vốn lẫn lời. Vì cay cú và cứ nghĩ mình có thể gỡ gạt được chút đỉnh nên tôi đã quyết định vay. Số tiền này cả ba chúng tôi tập trung đánh lớn nên chỉ vỏn vẹn trong hai ngày cũng đi tông, anh Dũng ngao ngán kể lại. Sau đó thì cả ba chỉ còn cách gọi điện về cho vợ con mang tiền tới trả nợ cho mình. Dùng chăng mãi phải mất cả 3 tháng sau thì gia đình mới gom góp đủ tiền sang Campuchia trả nợ cho ba người. Tổng số tiền ba người phải trả đã lên tới hơn 400 triệu đồng lãi suất cắt cổ là luật bất thành văn ở các casino mà mãi sau này chúng tôi mới biết. Hệ lụy của việc đánh bài mà tôi gây ra cho gia đình mình là mất nguyên hai vụ xoài không công và một mảnh vườn rộng 500m2 do vợ tôi bán để lấy tiền trả nợ. Từ đó thì kinh tế gia đình tôi đi xuống rõ rệt. Tôi và vợ phải đi làm thuê cho người khác vì vườn ít. Hơn nữa, bà con chồng xóm cứ thấy tôi là xương xỉa, coi như người thừa của xã hội. Giờ hối lại, thấy mình cũng ngu anh Dũng từ trang trách. Không chỉ có người đàn ông mới máu mê cờ bạc, thực tế có rất nhiều bà chúa thừa cơm gạo đã khẳng định bản thân trên sới bạc và sau đó cũng về vườn như ai. Vợ chồng bà Kiều Loan sinh năm 1962, ngủ ở huyện Kiến An, tỉnh Hải Phòng, từng là thương gia có tiếng trong ngành xuất nhập khẩu của đất cảng. Mất gần nửa đời người làm kinh tế, bà Loan một tay gồng gánh tất cả. Rồi khi con cái yên bề gia thất, nhà cửa thì bà cũng sắm đàng hoàng để sau này có chút vốn dưỡng già. Thế nhưng chỉ sau một lần bà đi cùng người bạn sang Casino Macau đánh bài thì máu đỏ đen ngấm vào người của bà lúc nào không hay. Bà bỏ bê mọi thứ quanh năm ngày tháng dẫm chân lên thảm xanh của các casino sang trọng ở Macau, Hồng Kông. Khi vốn liếng chẳng còn là bao nhiêu thì bà chuyển sang chơi các casino vùng biên Campuchia. Vì với bà, các casino nơi đây thuộc đẳng cấp trung bình, ít vốn nên chơi thỏa cơ nghiện ấy mà. Ấy vậy mà chỉ trong 6 tháng, ba căn nhà của bà ở Kiến An buộc phải chuyển tên cho người khác và giờ đây bà phải thuê nhà trọ và cùng chồng sống hôm buôn bán rau quả ở một khu chợ nhỏ thuộc đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Bà bảo hết vốn thì đành chịu, chứ thực sự vẫn máu mê lắm, thỉnh thoảng nghĩ lại thời hoàng kim mặc cây cú, trốn chồng đi vài bữa rồi về. Những cảnh đời nghiệt ngã sau hồi kết đỏ đen Nhắc lại câu chuyện của vợ chồng chị Võ Thị Thảo sinh năm 1989 và anh Lâm Mạnh sinh năm 1985, ngủ ở huyện Bến Cầu, Tây Ninh, mới biết thực trạng đời sống của các con bạc phía sau cánh cửa casino e chạy thế nào. Sau khi vượt ngục thành công khỏi địa ngục trần gian Long Lai Chi Hon, để tự cứu mình, chị Thảo lại phải chạy về khắp nơi để có tiền chuột chồng từ tay thế lực hung hãn này về. May mắn sự việc diễn ra thuận lợi, Chị Thảo chuột được chồng với giá 160 triệu đồng cả vốn lẫn lời. Họ dẫn nhau về nhà trong niềm vui sum họp. Thế nhưng hiện tại họ đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn trong đời sống gia đình. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị liên tục nhắc nhớ tới con số 300 triệu đồng mà hai người đã đốt hết vào sòng bài. Số tiền ban đầu là khoảng 150 triệu mà vợ chồng chị mang sang casino đánh bài là tất cả vốn liếng làm ăn của hai người từ khi về ở chung một nhà. Sau này thì chị vay thêm và cầm cố chiếc xe máy để trả nợ cho chồng may mà tôi chạy thoát nên không phải mất tiền chuột cho bọn chúng thì mới có thể cứu được anh ấy ra nếu tôi vẫn còn bị giam giữ ở đó thì chẳng biết khi nào vợ chồng tôi được ra con số nợ cứ tăng từng ngày mà hai bên nội ngoại của tôi đã bó tay vì số tiền chuột quá lớn chị thảo nhớ lại chị nói tới việc chạy tiền chuột chồng ra thì tôi đã khiếp vía rồi thứ nhất chúng tôi mất tiền vì chơi bời khi hỏi vay mượn người khác rất khó, nhiều người không cho vay mà còn buôn lời chữa rủa nữa. Thứ hai, số tiền cần để chuột chồng rất lớn nên không phải vay một hay hai người là đủ, mà tôi đã phải vay tới 15 người hết thảy và cầm cố chiếc xe máy mới đủ 160 triệu đồng để chuột chồng về. Do đã hứa với họ là sau 2 tháng sẽ hoàn trả nên chúng tôi đã bán hết những gì mình có để gồm góp trả mỗi người một ít nhưng cũng chẳng thấm là bao. Và hàng ngày thì họ vẫn gọi điện, nhắn tin cho xin nốt số tiền còn lại. Vợ chồng phải cắn răng khất qua ngày này đến đoạn tháng khác. Trước đây, tôi buôn bán tạp hóa ở nhà, còn chồng thì chạy một vài mặt hàng cho vài mối ở chợ. Nhưng sau cú vấp ngã thì anh ấy phải đi phụ hồ, còn tôi lên thành phố Hồ Chí Minh bán đậu hũ dọc đường. Cứ như thế, biết bao giờ mới trả hết nợ. Chị Thảo Phân Bua, còn với anh Lê Bá Hùng sinh năm 1973, ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, mỗi lần nghĩ lại thời gian bị ma lực đỏ đen hút máu là anh lại thấy lạnh gáy. Anh không ngờ chỉ trong thời gian 6 tháng mình đã đốt sạch hơn 2 tỷ đồng của gia đình vào casino. Hơn nữa, vợ con anh còn phải vay mượn thêm của người thân số tiền 200 triệu đồng để chuộc mạng về. Anh rơi từ đỉnh cao của sự sung túc xuống vực thẳm của sự vất vả thiếu thốn và với hơn 80 ngàn ngồi trong phòng biệt giam của casino Long Lai Jehon đã phản ánh ở những bài viết trước, Nghệm nhiên anh bị công ty đuổi việc. Đứng dậy sau vấp ngã Trước khi trở về với xã hội thì những con bạc thường chỉ biết đến phía trước họ là cả một thiên đường ngọc tràn sự sung sướng. Và khi chơi, có ai trong số họ nghĩ được ngày về mình còn thứ gì không? Người nhẹ thì mất tiền, nặng thì bị thế lực casino hành hạ mất hết khả năng lao động. Có khi còn trở thành người điên, nặng hơn thì mất mạng. Nói chung đường nào tới casino cũng thiệt thòi. Thực tế đã cho thấy cuộc sống của những con bạc đã thay đổi đến 360 độ, chẳng ai trong số họ giàu thêm nhờ cờ bạc cả. Thiết nghĩ những ai có máu sát phạt nên nghĩ tới đường về và sự nghiệt ngã phía sau cánh cửa casino để không phải ngậm ngùi chua xót tâm can như chúng tôi bây giờ. Và khi vấp ngã hãy cố gắng đứng vững mà bù đắp lại những gì mình gây ra cho gia đình, người thân. Đừng gục ngã và trở thành người hèn của xã hội, anh Dương Dũng đúc kết.